biết vậy để mẹ qua lễ đồ gắn mỏ nó lột da quá trời ha. Phụ nha. Gắn mối về, gắn mối về nữa anh em ơi. Lễ rồi anh em nào nhậu hú một tiếng nha. Ê, 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 mày hai bữa. Đây con. Bắt được con này em ơi. Tôi nói sáng giờ tôi nói thế nào cũng kẹt xe à. Mà lên lên thì nó ít hồi về còn dữ nữa, về giống tới chiều luôn. Ờ cái ông hôm bữa có gửi bán không? Không. Không có điện lại vậy. Không để lại ăn lễ hả? Ờ, đâu phải ai cũng biết ăn con này đâu. Thấy nó ghê chết. Ăn được rồi mốt kiếm không có ăn. Đúng rồi, ăn được rồi không có ăn. Còn mấy con nữa. Mưa mấy ngày nay mưa. Nắng mới nữa mới ra. Ừ. Mưa thôi. Mưa quá cũng. Rồi để ấp cái miệng. Rồi 5 kg. 5 kg cho vô chuồng luôn. Ở gắn mối à, gắn mối về nữa nha anh em ơi. Anh em lễ lọc có ăn gắn mối hú một tiếng nha. Coi coi có con nào yếu lụm ra luôn nha, để không chết. Coi có con nào yếu. Nào yếu quá bỏ vô lòng nhỏ này nhớ. Ông ơi coi với tôi là kế bên. Con cháu ngoại bà Út sẵn. Bà Út từng xứ Út phải không? Út á, à, bà lên tên ổng cháu ngoại đó. Lần nghe tận lên là còn bảy gốc luôn, chú biết không? Vô vô ngồi uống hầm nước trà đi. Vô ghế ngồi uống miếng nước trà đi. Mạo làm đồ quá. Mạo ở thì tính đi. Ở chị ba thì bên chị ba là kêu bằng chị. Mạo làm đồ với là ba mạo á đúng rồi. Nhìn ra có bà con không? Không bà con là có nghĩa là bị gì tôi nói nghe tôi với ông ba cho. Dạ. Ông năm cô á là thứ năm là tôi dì tư tôi, bà già tôi là tôi. À, em bả là ông năm cu và ông là ông thứ ba, thành ra là quen biết thì chỉ người yêu thua thôi chứ không mà con. Nhưng mà có nước trà lên bên chấm bên. Bên con là con cháu bổ đó. Bởi tôi hỏi chính không chính mười lăm là con thứ ba à, chính thứ chín á biết ờ đúng rồi. Gọi phụ ảnh thì sang giống như cũ đi. Tôi hỏi nó giờ nó không biết. Thì tôi nói là tôi biết rồi. Con là đúng. Cháu bà Út này ra bà chính chưa? Đúng rồi, tôi cũng gặp bà Út nữa. Dạ. Bà thứ năm gốc á. Ông bảy gốc là thứ năm nữa. Ở ở bên trái. Đúng rồi, tôi biết rồi. Dạ, đúng rồi. Còn bên em. Đúng rồi. Của anh.
Đây anh em ơi, lễ nha anh em ơi, gắn mối nướng mọi nha. Đây này còn sống luôn nè. À, gắn mối này anh em mình trụng nước sôi nha, trụng nước sôi nó chết rồi, ngâm nước lã, ngâm nước lạnh là nó gì nè, ngâm cả tiếng hồ nó chưa chết luôn nè. Đó nước mọi mình rửa sơ qua nước muối cái nha, mấy con này chết nè, còn sống à, mấy con này có trứng luôn nè, mấy con gắn mối cá nè. Ồ nó ốm rồi, mấy con này còn gắn mối cũ nè, không có gì ăn gì cũng. Đó nước mọi nha, để anh em nói có gắn mối ăn đây nè, đây gắn mối nước ngoài cho anh em xem nè. Ê chết nè. Ừ cho nó chua vui 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 luôn. Gì có độc ác quá không ta? Liền đại vô trong luôn, nó chết cái này mình gấp. Không cái này khét cạo cái gì đâu. Okay. Anh em nào mà không ăn được gắn mối nước ngoài thì mình làm món khác nha, nướng muối ớt hay là nướng sa tế hay là lột da xào gì đó tùy anh em nha. Thơm quá anh em ơi, chịu hết nổi luôn rồi. Đó, nướng cho khét, nướng cho khét vậy nè ha, đó nướng cho khét vậy nè, cạo ra. Lấy chưa? Dạ. Lấy chứ. Muối ớt thằng Thánh nghe, muối ớt chanh nha. Ngọt lắm trời, ngọt dữ trời. Thì thứ gì ăn gì để nó giờ giấy giờ tay được này kia cực chứ ăn ngon. Quá trời thơm này. Này mà hai người thôi, hai tay làm 1 kg ha. Hai người làm chừng 1 kg là xỉn quất một câu luôn. Thay vì ra ngoài quán anh em mua đây, ông ngoại cuốn rau nữa nè. Đây. Mới đúng cách mới được chứ. Đây là xương nó mềm, nhai xương luôn. Xương mềm. Chấm nước mắm hay chấm này mưa nha. Chấm nhiều quá. Không chịu luôn. Ăn không nó tiêu nha, uống không? Uống không uống tiêu nha. Nó càng khét là dễ cạo hơn ha. Công nhận. Này gắn mối này chỉ là trụng nước sôi là nó mới chết hơn nha, còn ngâm nước lã là lâu lắm. Ý là nãy rửa một nước muối nè, ngâm nước muối khoảng nửa tiếng đồng hồ, xong rồi đổ nước vô ngập thùng luôn thì mình không chết nữa. Chà quất rau nhiều quá ăn có còn cảm giác cái mối không? Để nguyên con gắn mối mình ăn không, cái mình này hãy cặp rau vô thêm. Sao ra ngon vậy? Ngon lắm. Rồi nha, diễn anh em ơi, mấy ngày lễ này anh em mình kẹt kẹt muốn đổi món nhậu á thì cứ alo cho em nha, gắn mối sống hay là anh em muốn không có thời gian làm á cứ alo trước cho em sẽ làm sẵn cho anh em luôn nha, gắn mối lột da hay là để da mổ bụng gì đó, anh em mà không có thời gian làm thì cứ alo trước cho em đi, em sẽ làm sẵn cho anh em luôn. Khu vực Đức Hòa, Long An hay là nói chung là ở những chỗ lân cận như là Củ Chi hay là Bình Dương hay Tây Ninh á, khả năng em giao được thì em sẽ giao nha, còn không được thì em sẽ đặt Grab giao tới chỗ cho anh em mình nha. Số điện thoại của em là 0395411173, anh em nào mà đây nè muốn nhậu mồi gắn mối nè, hay là mình muốn trải nghiệm đi bẫy á, mình tự bẫy mình về kiếm mồi nhậu á, thì cũng alo cho em nha. Mưa rồi anh em ơi, mưa rồi, bây giờ mưa rồi thì sao, mưa rồi thì em xin kết thúc video ở đây luôn anh em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em mình trong video clip tiếp theo nha. Chúc anh em mình ngày lễ vui vẻ bên gia đình nha. Mưa rồi.